Cái mẫu người đàn ông là em thích là mẫu đàn ông, người đàn ông mập hay là ốm? Nói chung là có sức khỏe là được. Em trình độ? Dạ, tốt nghiệp 12. Wow. Dạ. Hồi đó học giỏi không? Dạ, học trung bình khá. Nhưng mà tính toán thì không có thua ai hết trơn. Nếu mà anh nào mà có mai phước, ví dụ như đủ thiên với em á, em là giống như mà kế toán cho anh đó luôn. Cái wow. Toán về trong công việc giống như hỗ trợ phía sau lưng á, để cho mấy anh, cái anh người bạn đó để phát triển trong tương lai sắp tới. Như em giờ còn sanh sản được bình thường không? Dạ được, bình thường anh. Cũng như là chi cặp lại clip lần trước á, Thuận đứng, Thuận quay cái ánh đèn á thì nó ngược với cái gương mặt của em á. Thì có một số khán giả muốn cho báo muốn nhìn được kỹ cái gương mặt của em, thì Thuận chọn cái góc quay này là thấy rất là xinh nè. Đó rồi, cái trước mặt quý vị là em Hồng, 41 tuổi. Tại giờ em đang cưu mang là 21 chú chó đó. Nếu mà đến với em mà thương em thì thương được những chú chó này á thì em sẽ đồng ý. Với độ tuổi là từ 55 đổ lại. Rồi thì em có thể là chia sẻ lại người đó tánh tình sao không? Dạ, nói chung là thật thà, biết thương yêu em và các con, chung thủy là được. Lo cho mấy bé ăn uống mỗi ngày, với lại có chỗ ở mấy bé ổn định là tuyệt vời, trên đó tuyệt vời luôn. Ví dụ như người đó đã có một đời vợ, hai đời vợ đâu được không? Dạ miễn là mà đã thôi rồi á. Dạ miễn là độc thân là được, độc thân có giấy tờ độc thân là được. Rồi ăn nhậu được không? Dạ nói chung mày đi làm cũng phải giao tiếp, ăn nhậu thì được. Ăn nhậu được phải không? Dạ mà đừng có ăn nhậu mỗi ngày thì có lẽ phải tìm hiểu mà thấy không hợp á thì mình là bạn. Còn nếu mà ai nhậu là để tiếp khách đồ, để kiếm cái đồng thu nhập kinh tế và xã giao thì được. Rồi nếu mà được á thì em có chấp nhận theo người đó đi nơi khác để sinh sống không? Mà dạ, mà có mang theo được những chú chó này luôn? Dạ được. Rồi tiền lương làm hàng tháng thì xài chung hay xài riêng? Ý em là thấy thế nào? Dạ xài chung vẫn được. Em tính tình em, ưu điểm của em thật thà chất phác. Nói chung là em không biết gian dối lọc lừa ai hết, miễn lo cho mấy con bữa ăn, chỗ ở cho mấy bé ổn định là em chịu. Em anh được biết là tìm hiểu em rồi thì em cũng có ăn chay có ăn mặn nữa phải không? Dạ đúng. Ăn tương là những bữa, những lúc mà 14, 15, 29, 30, mùng 1 ngay ngày rằm nữa, với cuối tháng là em mới ăn tương, còn mấy ngày thường thì em ăn mặn. Vậy người đàn ông ăn chay luôn được không? Dạ ăn chay mà biết lo cho mấy bé với em là được. Ví dụ như cái người bạn đời mà thương em là cái người đó họ men gì lắm, họ đích thực đàn ông dữ lắm rồi, thì với một người không nói vừa vừa thì em chọn người nào? Một người nói chung đàn ông thì phải men là được, phải men mới được ha. Dạ đừng có phụ nữ quá thì cũng tội nghiệp cho em. Dạ hiện tại bây giờ thì Thuận chưa có thể là chia sẻ số điện thoại của em được, thông tin cá nhân của em được. Nếu mà được duyên thì Thuận sẽ hỏi lại, ví dụ như anh chị nào mà muốn hỏi về em thì Thuận sẽ tìm hiểu người đó đàng hoàng thì nó Thuận mới dám cho gặp gỡ với em. Chứ chia sẻ lên mà lỡ gặp người không tốt đến với em thì Thuận không mong muốn cái điều xấu xảy ra. Thì thăm lúc nào thì Thuận cũng để cái số điện thoại trên góc màn hình. Nếu có anh chị nào mà muốn làm quen với em thì Thuận sẽ tìm hiểu cho kỹ rồi Thuận sẽ kết hợp hai người lại.
nếu mà đây thì đây cũng là một cái cơ duyên, cũng như hôm nay Thuận hồi đó giờ Thuận không có làm kết nối với quý vị, nhưng mà thấy Thuận thấy cái ngoại hình của em là rất là đẹp, mà thấy mà em cũng có cái tấm lòng thương người, tại vì Thuận tìm hiểu là thấy em cũng có ăn chay cũng có, mà em ăn mặn cũng có, cho nên là cũng có cái cơ duyên Thuận sẽ hỏi qua vấn đề này. Nếu mà được thì mai mốt Thuận sẽ làm thêm một cái chủ đề là kết nối tới quý mọi người. Nhưng mà điều đặc biệt là Thuận ít có kết nối những người mà lớn tuổi, giống như là U60, U70, Thuận chỉ kết nối những người trẻ, tại vì cái tương lai của họ còn dài dài, giống như là cái trường hợp của em, còn những chú chó nó cũng dài dài. Thì hy vọng thì cái clip này nó sẽ giúp đỡ mọi người được gắn kết với nhau, mà những chú chó này cũng được là giống như cái tấm lòng của em mà dành cho những chú chó này sẽ được duy trì lại, như là được cái đúng theo ý muốn của em á. Có cái đặc biệt gì giấc tối 12 giờ tới 6 giờ sáng khoảng giờ đó, đó là em hay cúng lại, hay đọc giảng kinh Phật chú Đại Bi thường xuyên lắm, trong mười mấy hai mấy năm nay đêm nào cũng vậy. Ví dụ về 12 giờ đêm em sẽ cúng lại tứ hướng, cúng nguyện cầu cho giống như là nói chung là cúng nguyện cầu hết tất cả, từ trong nước ra ngoài nước mình không biết, nhưng mà vẫn nguyện cầu như vậy cho qua tay qua nạn dịch đồ bệnh đồ này kia, ai cũng sống được bình an, sức khỏe thật nhiều và làm cái gì cũng được cái nấy hết. Mỗi đêm em hay cúng vậy lắm, hay cúng lại với lại đọc chú Đại Bi là thường xuyên luôn. Ví dụ giật mình 3 giờ sáng em cũng vẫn đọc tới 5-6 giờ sáng, mà muốn là mệt mỏi ngủ hơi mở mắt ra là vẫn đọc bình thường, đọc kinh Phật là thường xuyên luôn á, là mười mấy hai mấy năm rồi đó. Dạ. Hồi đó là em với chồng em là ly dị, là có nghĩa là bất đồng quan điểm sống hay sao? Dạ cũng bình thường, do không hợp với nhau thì thỏa thuận, thuận tình ý chia tay với nhau thôi, chứ không có cự cãi, không có gì hết trơn. Giống như mà mỗi người có mỗi một cái sống, có một cái duyên nào đó, một thời điểm nào đó. Ví dụ đã trả nợ hết duyên, hết nợ thì tự động sẽ đi thôi. Dạ. Chứ em cũng không có mong cầu cái điều đó đến với cuộc đời của mình. Dạ. Nhiều khi, lúc ở với chồng là mình chưa có cưu mang. Dạ không, không có nuôi bé nào hết trơn luôn. Rồi dạ. Sau này em gãy đổ vậy đó, em mới thấy mình nuôi mấy bé này nè, thấy có được niềm hạnh phúc á, cho riêng của em á, thì em mới quyết tâm em nuôi tới giờ luôn. Dạ. Hiện tại giờ là mình bao nhiêu con đực và bao nhiêu con cái? Dạ chừng 7 con đực, 7 con đực còn nhiêu cái không? Bây giờ là tổng cộng mình 21 con. Dạ. 7 con đực. Vậy là còn 14 lại 14 bé cái. 14 với 7 là 21. Đúng rồi. Bây giờ là có con nào có bầu nữa không? Dạ chưa, chưa có bé nào hết trơn. Có bé này đang chuẩn bị ruộng à. Có mình ơi bé này. Tất cả là nhân giống ra, cũng họ hàng nhân giống ra ha. Dạ. Dạ em xin gửi đến lời đến anh chị cô chú bác trong nước và ngoài nước, nếu mà được nghe được đoạn clip này á, đồng cảm với em và yêu thương các bé nhiều hơn. Em mong được đến với anh nào mà có duyên đến tìm đến, hiểu được, đồng cảm, thông cảm thương em với bé, thì em trao rộng cái tấm thân này đến với người đó bằng tấm lòng chân thật. Không biết lừa dối, không biết lọc lừa, không biết nói gì gọi là sống mà để lợi dụng ai bất kỳ một ngàn nào hết. Dù trong hoàn cảnh em đang bế tắc, em đang nhận cái được đồng tiền tình thương của từ các cô chú Mạnh Thường Quân, em rất mừng, rất quý. Em trả ơn bằng mọi cách. Nếu em trả ơn được bằng cái lời cầu nguyện mỗi đêm thôi. Cầu nguyện cho cô chúc chú được thật nhiều sức khỏe, làm ăn ở đâu thuận nấy, dồi dào sức khỏe. Dạng sự như ý, thành công được trên mọi lĩnh vực. Yeah. Em chỉ biết trả ơn bằng cách đó thôi. Sẵn anh chia sẻ luôn, ví dụ như Việt Kiều Mỹ rồi được không? Dạ nói chung là ai thương em thì em mang ơn lắm. Còn ở đâu em cũng vẫn được đồng cảm với em, với mấy bé là em cũng chấp nhận hết. Rồi thì nói chung là thật ở đây cũng cả ngày cũng hiểu được cái tấm tình của em. Nói chung là hồi đó em có thể em chia sẻ là em trình độ dạ tốt nghiệp 12
Wow. Dạ. Hồi đó học giỏi không? Dạ, học trung bình khá. Nhưng mà tính toán thì không có thua ai hết trơn. Nếu mà anh nào mà có mai phước, ví dụ như đủ duyên với em á, em là giờ giống như mà kế toán cho anh đó luôn. Kế toán về trong công việc, giống như hỗ trợ phía sau lưng á, để cho mấy anh, cái anh người bạn đó để phát triển trong tương lai sắp tới. À, vậy thì bây giờ là chắc máy tính rồi, em rất là thành thạo. Dạ, dạ thành thạo lắm. À. Tính toán rồi thì rất là ok. Đánh văn bản rồi, dạ, văn bản lương được. Rồi này nọ là ok. Dạ, được. Hả? Dạ. À, như anh thấy em cũng buôn bán quần áo đồ này nọ thì em có gành gì bên cái ngành may không? Dạ may thì em không biết, hồi nào giờ không biết. À, chỉ bổ đồ mà dạng đồ chợ, đồ mà lấy sỉ lẻ về, mình lấy sỉ về bán lẻ. À, giống như mình giống như có nguồn thu nhập vốn đó, mình lấy vốn đó về mình mua về mình bán lại lời lấy lời. Vậy là đồ này là mình chỉ lấy cái mã số ha. Dạ. Số về bán ha. Dạ. Như vậy là em có thể là em tính toán làm ăn và em có thể là tính tiền bản lương được vân vân tất cả. Có thể là nói chung là em là thấy là thành thạo máy tính đó quý vị. Có cái khuyết điểm em như là như vậy nè, có nội trợ là em hơi dở, nội trợ hơi dở với mai giá là hơi dở thôi. Cái nội trợ em nấu cho mấy con chó nữa nó ăn lên mặt. Nói chung nội trợ là nội trợ cho gia đình, cho chồng, cho con trong tương lai sắp tới á. Thì cái đó nội trợ em rất là dở. Nấu thì nấu ăn được thôi chứ còn về ngon như nhà hàng thì không ngon bằng. Vậy hả? Dạ. Con khu quẹt được không? Dạ được. Rồi nấu canh chua, dạ, cá lóc, cá rô rồi được dạ, không? Dạ được, nhưng mà không có biết là có hợp khẩu vị với mấy anh hay không á. Không, mấy cái món đó thì nó bình thường em. Dạ bình thường thì em nấu được. Nhưng mà nói chung là cơm với mấy cái đó là được rồi. Dạ, còn được. Lại là ví dụ sơn hào hải vị mấy cái đó dạ. Thì đi nhà hàng ăn cho nó ngon chứ. Quan trọng là luộc rau nè, kho cá nè, nấu canh chua, dạ. Nấu canh ngọt. Nói chung mấy cái đó thì em làm được nhưng mà nói chung là nội trợ yếu lắm. Dạ. Về tính toán thì cái điểm đó điểm mạnh của em. Rồi bây giờ là chia sẻ chút xíu khinh nặng được nhiêu ký. Khinh nặng là bao gạo chừng 30 kg, còn 50 kg em khi không nổi. Vậy hả? Vậy dạ. Là ok rồi. Wow, điểm này chọn. Rồi thức khuya. Thức khuya là tới sáng, sáng đêm cũng vẫn được, từ 12 giờ tới 6 giờ sáng vẫn được, nhưng mà lâu lâu mấy vị giống như có tâm sự buồn hay là mình đọc kinh giảng để hồi hướng cái công đức của mình á thì em có nhiều khi em đọc tới khuya luôn, tới sáng luôn, nhưng mà mòn mỏi thì ngủ liệm đi thôi. Còn giật mình thức dậy vẫn đọc được bình thường. Có nghĩa là thức khuya được đó. Thức giờ khuya vẫn được. Nhưng ban ngày có ngủ bù lại không? Dạ có ngủ bù chứ. Ngủ bù 8 tiếng. Thay vì tối mình ngủ 8 tiếng thì sáng ngủ bù lại cỡ khoảng 8 tiếng hoặc 12 tiếng gì đó. Rồi. Mà lâu lâu mới ngủ vậy chứ không có thể ngủ thường xuyên. Cơ địa vậy cũng bình thường. Bình thường. Rồi em nhậu được không? À, dạ ví dụ như giao thiệp thì em mới uống được, còn ví dụ ngày thường em không có biết uống. Đắp môi dạ. Hay ly được phải không? Dạ được. Cái đó bình thường. Dạ được. Nói chung là phụ nữ em không thích uống rượu, uống bia hay hút thuốc. À, chủ yếu là khi giao tiếp đâu á, uống miếng nhấp môi thì được. Chứ không có thích, không thích người phụ nữ uống rượu, uống bia, dạ. Hút thuốc. À, như vậy thì cái mẫu người đàn ông là em thích là mẫu người đàn ông mập hay là ốm? Nói chung là có sức khỏe là được. Mập cũng được? Dạ. Ốm cũng được luôn? Ốm mà miễn có sức khỏe là được. Rồi có cần chiều cao không? Dạ chiều cao miễn cao hơn em là được rồi. Em 1m58. Rồi có cần ra lăng không? Dạ ra lăng. Dạ cần. Ra lăng ví dụ như là ra lăng kiểu sao? Ra lăng ví dụ như mời ly nước hay là để ý vào cái ngày dịp lễ đồ đó. Dịp lễ như 8 tháng 3, những ngày đặc biệt đó, thì mình biết quan tâm chút xíu là được thôi. Có dạ. Cần tặng bông, tặng hoa gì không? Dạ không có cần thực tế, không có cần mà lãng mạn như vậy. Chỉ cần mua món gì mà để cho gia đình mình xài được, mà bền chắc là được rồi. Chứ không thích lãng phí. Ví dụ như là ngày kỷ niệm hay là ngày gì đó thì dắt đi uống ly nước hay là dạ. Gì đó. Dạ. Vậy thì quá đơn giản, thật nghĩ là anh em nào cũng làm được nha. Bình thường. Giống như mới thì ngày lễ tình nhân anh tặng em cái bông dại một bên đường cũng vẫn là được, cái hoa hồng trồng ở trong nhà cũng vẫn là được, rất là ok luôn, rất là lãng mạn luôn mà nó không có tốn gì kinh phí.
Kính thưa tất cả quý khán giả, thì hôm nay thì Thịnh cũng yêu cầu của khán giả là Thịnh cũng quay ra ngoài sáng, thì quý vị cũng đã thấy ha, cái gương mặt của em phải nói là không có mụn luôn, rồi sức em nó cũng ăn kem. Nói chung là qua màn ảnh thì không biết thấy thế nào, thì thấy trực tiếp thì Thịnh thấy rất là ok. Hy vọng thì sau cái clip này Thịnh, đây là lần đầu tiên, hy vọng là Thịnh sẽ phá kỷ luật trong đời của Thịnh, làm cái vừa giúp đỡ mà vừa kết nối được với em. Hy vọng thì em sẽ có một cái cuộc sống mà vừa gần gũi được những chú chó đúng như cái tâm nguyện của em, mà hy vọng thì em cũng có người nào đó để thương yêu, cũng như là sẽ tiếp sức với em để nuôi dạy những chú chó này thêm. Hy vọng thì như em giờ còn sanh sản được bình thường không? Dạ được, bình thường anh. Quý vị, nếu mà được có duyên nữa thì kết nối với em được như vậy thì Thịnh thấy cũng rất là tốt. Rồi bây giờ thì chờ tin ha. Dạ. Rồi chúc em hạnh phúc bên những chú chó ha. Còn dạ, còn hạnh phúc bên người thương thì chờ tương lai sao ha. Dạ. Em rất chân thành cảm ơn anh với chị đến đây để giúp đỡ em những kết nối xây dựng để cho mấy bé có được miếng ăn, có chỗ ở ổn định. Là em rất mang ơn và luôn cầu chúc cho anh chị được thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, thành công trên mọi bước đường thăng tiến của mình. Nói chung là quý vị, Thịnh không ngờ là bữa nay Thịnh tự nhiên Thịnh phỏng vấn em là ra thành kết nối yêu thương luôn. Hy vọng thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Bây giờ là chắc có lẽ là Thịnh, nếu mà có duyên á, trước khi khép video lại, nếu có duyên Thịnh, Thịnh mới mốt Thịnh sẽ làm thêm nữa. Đặc biệt là Thịnh sẽ dành cho cái thế hệ trẻ. Quý vị nào mà thấy việc làm Thịnh mà thấy được đó thì ủng hộ Thịnh nha. Ngay bây giờ là Thịnh xin được, cũng trời tối rồi, đường xá xa xôi quá, Thịnh xin được phép được về. Cũng muốn ở lại đây lắm, tại thấy em dễ thương quá. Có cái chị em nói gì chút xíu được không? Nói gì? Em có cái khuyết điểm là em hơi đen, giống như người dân tộc vậy á. Nhưng mà tuy em đen nhưng lòng em trắng, vì nghèo, em nghèo dân nắng mới đen, trắng với đen là một giá tiền. Xin anh có ai nào thương em đừng phiền em đen. Anh thấy đen đâu xè tay ra coi. Nó vậy bình thường em. Nước da em nước da bánh ít. Trời ơi, tại em không có sửa sàn tối ngày em ở với mấy con chó nó vậy không đó, chứ có người một cái đi là nó bóng lên liền nữa à. Thận hy vọng thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp đến với em. Ngay bây giờ chắc có lẽ là Thận xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.